Giả công an hướng dẫn cài app VNeID dẫm, lừa lấy tiền tỷ. Giả mạo công an hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID, gửi link độc rồi chiếm quyền kiểm soát điện thoại. Thủ đoạn này khiến nhiều người bị chiếm đoạt tiền tỷ. Đã hơn 2 tuần trôi qua, bà TTTS, 55 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị kẻ gian gọi điện đến lừa cài đặt VNeID rồi chiếm đoạt 60 triệu đồng. Kiểm soát quyền điều khiển điện thoại. Số tiền này bà TS dành dụm đã lâu, phòng bất trắc khi con cái ốm đau, bệnh tật lấy ra dùng. Nay kẻ gian lừa lấy hết tiền trong tích tắc. Ngày 1 tháng 3, bà bất ngờ nhận được điện thoại của một người đàn ông xưng là cán bộ công an và đề nghị bà cài đặt VNeID để kích hoạt định danh mức 2. Do gần đây bà có làm căn cước công dân, được dặn cài đặt ứng dụng VNeID để kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 trên điện thoại. Vì vậy, khi nghe điện thoại tôi không mảy may nghi ngờ và làm theo hướng dẫn, bà TS kể lại. Kẻ mạo danh công an hướng dẫn bà TS tìm trang web link đính kèm để tải ứng dụng VNeID rồi tạo tài khoản, đăng nhập. Chỉ vài phút sau đó, bà TS nhận được thông báo tài khoản ngân hàng Vietcombank của bà đã chuyển 60 triệu đồng cho tài khoản 8.851.442.285 mang tên to thay vì ở ngân hàng khác. Lúc này, chồng bà tá hỏa đến công an quận Bình Thạnh, ngân hàng Vietcombank và chi nhánh có tài khoản của kẻ gian để trình báo sự việc. Chi nhiều cấp dẫn dụ nạn nhân. Với cách thức tương tự, sáng 4 tháng 3, chị Huyện TKL nhận được cuộc gọi từ số 0947733-0847 của người phụ nữ và xưng là công an phường Đa Cao, quận 1. Người này thông báo định danh điện tử cấp 2 của chị L bị sai sót, không đưa lên mạng được. Chị L ngỡ ngàng cho hay bản thân không sinh sống và không đăng ký tạm trú, thường trú gì ở phường Đa Cao. Người phụ nữ này nói sẽ gửi hồ sơ về công an quận 1 để chị L tự giải quyết. Đến 10 giờ 40, chị L tiếp tục nhận được điện thoại từ số 0859696954 của người đàn ông, xưng là người ở công an quận 1. Người này yêu cầu chị L nhanh chóng đến công an quận 1 để điều chỉnh hồ sơ định danh mức 2, đồng thời hướng dẫn chị L mua web link đính kèm để tải ứng dụng VNeID. Do chị L chưa tải ứng dụng này nên khi được công an gọi đến hướng dẫn liền làm theo và tải ứng dụng lạ về máy. Sau đó, người đàn ông hướng dẫn chị L thực hiện nhiều thao tác đến khi màn hình hiển thị đang tải 20% thì bị đứng máy. Người đàn ông nói chị L không được tắt máy mà phải giữ cho sáng màn hình. Lát sau, chị L yêu cầu tắt máy để đi ăn trưa. Khi người này cuộc gọi với người đàn ông trên, người bạn đồng nghiệp của chị L nhìn thấy chị L tải ứng dụng không giống app VNeID của Bộ Công an nên đã nói chị L xóa app. Sau khi xóa xong, chị L vào tài khoản ngân hàng Vietcombank trên điện thoại nhưng không vào được. Chị L hốt hoảng gọi lên tổng đài của ngân hàng thì được biết toàn bộ số tiền gần 80 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của chị L đã bị chuyển đến tài khoản khác. Ngày 7 tháng 3, chị L Cao Quy, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, cũng bị người tự xưng công an phường 16, quận 4 lừa cài đặt app VNeID giả mạo. Tài khoản ngân hàng MB của chị bị trừ tiền 3 lần, mỗi lần là 499.999.999 đồng. Tổng cộng gần 1,5 tỷ đồng. Một cán bộ công an phường tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết công an chỉ vận động người dân đến trụ sở công an nơi thường trú hoặc nơi gần nhất để làm định danh điện tử mức 2. Công an chỉ có một app duy nhất là VNeID để kích hoạt định danh điện tử mức 2. Việc định danh điện tử mức 2 phải do công dân trực tiếp đi làm, do phải chụp ảnh, quét vân tay nên không thể làm thay được. Cơ quan công an khuyến cáo gì? Đại diện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục
Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an khuyến cáo người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên App Store. Đối với hệ điều hành iOS cho điện thoại iPhone và CH Play, đối với hệ điều hành Android. Bên cạnh thủ đoạn giả mạo ứng dụng VNeID, theo đại diện trung tâm, còn xuất hiện nhiều thủ đoạn giả mạo ứng dụng, giao diện các website dịch vụ công quốc gia để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia chỉ cung cấp duy nhất thông qua tên miền link đính kèm. Các dịch vụ công trực tuyến khác cung cấp thông qua tên miền có đuôi gov.vn. Cổng dịch vụ công quốc gia hiện nay chưa phát triển ứng dụng app riêng cho điện thoại. Do đó, các đối tượng hướng dẫn cài đặt ứng dụng dịch vụ công quốc gia lên điện thoại hoàn toàn là lừa đảo trường hợp người dân phát hiện đã lỡ cài đặt ứng dụng giả mạo khi màn hình điện thoại tối đen, không thao tác được trên điện thoại, không tắt nguồn được. Thì ngay lập tức liên hệ đường dây nóng ngân hàng để khóa tài khoản, đồng thời thực hiện ngay việc đổi mật khẩu của tài khoản ngân hàng Internet Banking. Sau đó format lại điện thoại về trạng thái ban đầu của nhà sản xuất để xóa ứng dụng giả mạo chứa mã độc và thông báo ngay với cơ quan công an gần nhất. Cảnh sát bị sốc khi theo dõi một người dùng một lúc 3.000 chiếc điện thoại, truy vết phát hiện dòng tiền 35 tỷ đồng. Phát hiện bí mật của 3.000 chiếc điện thoại hoạt động liên tục. Năm 2021, dựa trên manh mối, cảnh sát Chu Thôn, Sơn Đông, Trung Quốc đã theo dõi đối tượng lừa đảo ẩn náu trong một khu dân cư địa phương và triệt phá hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Đáng chú ý, khoảnh khắc cảnh mở cửa ập và nơi kẻ lừa đảo đang ở, các nhà điều tra đã bị sốc trước những gì họ nhìn thấy. Trong phòng khách của tên lừa đảo có 4 chiếc kệ sắt trắng chứa hàng nghìn chiếc điện thoại di động. Những điện thoại di động này được bật bình thường và không cần sự thao tác của con người. Chúng tự động thực hiện theo quy trình bật lên giao diện đăng ký WeChat, nhập số điện thoại di động và đặt mật khẩu. Từ các máy tính được sử dụng tại hiện trường, cảnh sát đã trích xuất hàng trăm nghìn dữ liệu đăng ký. Việc phát hiện ra hoạt động tội phạm này bắt đầu từ một báo cáo điều tra mà chi nhánh cảnh sát Chu Thôn, Sơn Đông, Trung Quốc nhận được. Cụ thể, các nhà điều tra nhận được thông tin một thanh niên địa phương tên A cần bị tình nghi hỗ trợ các hoạt động tội phạm trên mạng thông tin. Sau khi theo dõi một thời gian, cảnh sát biết được người này đã xây dựng nền tảng điện thoại di động kiểm soát nhóm cho một công ty công nghệ điện tử đăng ký tại quận Chu Thôn và sử dụng nó để đăng ký trái phép tài khoản WeChat. Cảnh sát cho biết, thủ phạm liên tục sửa đổi thông tin cơ bản của điện thoại di động bằng cách sửa đổi phần mềm, đồng thời xâm nhập vào chương trình cơ bản của ứng dụng WeChat bằng cách sửa đổi mã cơ bản của ứng dụng WeChat. Sau đó, chúng xâm nhập vào hệ thống và lấy trái phép thông tin đăng ký của WeChat và nội dung mã xác minh qua SMS để cho phép đăng ký nhiều lần các tài khoản WeChat trên cùng một điện thoại di động. Sau khi đếm, hang ổ của tên lừa đảo có hơn 3.000 chiếc điện thoại di động được dùng để đăng ký tài khoản WeChat. Đặc biệt, hơn 3.000 chiếc điện thoại được điều khiển bởi một máy tính của tên lừa đảo. Sau khi xác minh, tên lừa đảo đã đăng ký tổng cộng hơn 3 triệu ID WeChat, lừa đảo hơn 10 triệu nhân dân tệ, khoảng 35 tỷ đồng. Thủ đoạn lừa đảo đối tượng này sử dụng là tổ chức đánh bạc trực tuyến. Cụ thể, đối tượng sẽ lập nhóm gồm nhiều người, trong đó chỉ có một người là nạn nhân, còn những người còn lại thì đều là đối tượng lừa đảo đóng vai. Sau đó, đối tượng lừa đảo yêu cầu người tham gia đánh bạc sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc trên mạng phải mở tài khoản ngân hàng. Đồng thời, tên lừa đảo yêu cầu người chơi chuyển tiền vào tài khoản đã đăng ký hoặc sử dụng hình thức nạp thẻ điện thoại và làm theo hướng dẫn trên trang web tổ chức đánh bạc. Đáng chú ý, đối tượng này sử dụng các thiết bị về công nghệ cài đặt sẵn cho những người chơi mới thắng với tỷ lệ cao trong một thời gian ngắn để thu hút người chơi. Sau đó, người chơi thắng và bắt đầu đam mê, bị cuốn hút vào thì tỷ lệ thắng được điều chỉnh lại, tức tỷ lệ thua được điều chỉnh cao hơn. Khi càng thua, người chơi càng cay cú, càng đổ tiền vào tài khoản để gỡ gạc, như vậy tài sản càng bị mất đi. Đến lúc tán ra bại sản cũng không rút ra được. Cảnh sát khuyến cáo mọi người cần nâng cao nhận thức, cảnh
cảnh giác với các chiêu trò lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trang web đánh bạc trên mạng, tuyên truyền, vận động người thân, gia đình chấp hành các quy định của pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Hà Nội, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản có 1-2 của kẻ mua gà. Gia đình xã hội, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mê Linh, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Trang, sinh năm 2000, trú tại Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, chị Hát, sinh năm 1983, trú tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc điều khiển xe máy đi bán gà tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Khi đến cầu thôn Gia Thượng, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, chị Hát gặp một người phụ nữ điều khiển xe máy Honda quay hỏi mua gà. Đối tượng hỏi mua 15 con gà với giá 5,2 triệu đồng. Sau đó, người này mượn điện thoại của chị Hát với lý do gọi điện về cho mẹ để hỏi số lượng gà cần mua do điện thoại của đối tượng hết pin. Khi mượn được điện thoại, Trang lưu số điện thoại của mình vào danh bạ của chị Hát, đặt tên giả danh ngân hàng. Tiếp đó, đối tượng nhắn tin mạo danh ngân hàng với nội dung cộng số tiền 5,2 triệu đồng vào tài khoản của chị Hát. Lúc này, đối tượng gửi thêm tin nhắn khác với nội dung cộng 10 triệu đồng đồng vào tài khoản của chị Hát, lấy lý do chuyển nhầm tiền và yêu cầu chuyển lại số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của đối tượng. Chị Hát đồng ý và đưa cho đối tượng 3 triệu đồng tiền mặt, còn 7 triệu đồng chị Hát bảo chồng chuyển khoản cho đối tượng. Nhận được tiền, đối tượng bảo chị Hát chở gà đến nhà cho đối tượng. Lợi dụng lúc chị Hát không để ý, đối tượng điều khiển xe máy bỏ đi. Phát hiện mình bị lừa, chị Hát đã đến cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận tin báo, công an huyện Mê Linh đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện công an huyện Mê Linh đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Cảnh báo lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake tại Việt Nam. Thời gian gần đây, hình thức lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake đã dần trở nên phổ biến hơn tại Việt Nam. Chiêu thức lừa đảo tinh vi này đã khiến một số nạn nhân mắc bẫy. Deepfake là công nghệ giả mạo khuôn mặt và giọng nói, có thể hiểu là tạo ra một nhân vật ảo có khuôn mặt và giọng nói giống như người thật. Trước đây công nghệ này chỉ xuất hiện trên phim ảnh, nhưng nhờ những tiến bộ công nghệ, đặc biệt là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI mà deepfake đã trở nên phổ biến hơn. Tại Việt Nam, kẻ xấu đã sử dụng công nghệ này để lừa đảo. Đã có một số trường hợp thông báo với cơ quan chức năng về việc mình bị lừa mất một số tiền sau khi đàm thoại có hình ảnh với kẻ giả mạo bạn bè, người thân hoặc cán bộ công an. Thông thường, kẻ xấu sẽ hack và chiếm đoạt Facebook của bạn bè nạn nhân, sau đó dùng ứng dụng Messenger để nhắn tin hoặc gọi điện có hình ảnh deepfake để đánh lừa nạn nhân, yêu cầu họ cho vay tiền thấp. Kẻ xấu cũng tạo một tài khoản có tên trùng với tên của người bị hack Facebook để dễ dàng đánh lừa người chuyển tiền. Mới đây nhất, chị Lê Thị Thúy ở phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã bị kẻ xấu lừa đảo theo hình thức deepfake. Theo lời kể của chị, vào giữa tháng 4/2024, chị nhận được một cuộc gọi có hình ảnh qua ứng dụng Facebook Messenger từ chị hàng xóm. Nội dung là mượn gấp 5 triệu đồng vì có việc gia đình. Khi nhìn thấy khuôn mặt của chị hàng xóm qua ứng dụng và tài khoản ngân hàng cũng trùng tên, nên chị Thúy đã không chút nghi ngờ mà chuyển khoản 5 triệu đồng cho kẻ xấu. Chị Thúy chỉ biết mình bị lừa. Khi tới chiều cùng ngày, chị hàng xóm thông báo đã bị hack Facebook và khuyến cáo mọi người không chuyển tiền nếu nhận được lời đề nghị cho vay, cho mượn tiền. Không giống như trường hợp của chị Thúy, chị Lê Thị Thanh Nguyên ở huyện Đắk Nông, tỉnh Quảng Trị cũng nhận được cuộc gọi từ kẻ xấu giả mạo người chị ruột. Nội dung muốn mượn 20 triệu đồng vì có việc gấp. Chị Nguyên cho biết giọng nói, khuôn mặt y đúc người thật và tài khoản ngân hàng đối tượng cung cấp cũng trùng hợp với người chị ruột. Nhưng chị Nguyên đã phát hiện ra đây là cuộc gọi giả mạo nhờ cách xưng hô của đối tượng khi gọi chị là em ơi. Trong khi giữa hai chị em thường gọi nhau bằng tên thân mật, chứ không bao giờ xưng chị, em. Sau khi gọi điện lại cho chị gái để kiểm tra thông tin thì chị Nguyên đã xác định đó là cuộc gọi lừa đảo. May mắn là chị đã tỉnh táo, không chuyển tiền cho đối tượng.
Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an, hình thức tội phạm chiếm đoạt Facebook rồi nhắn tin mượn tiền là rất phổ biến. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hình thức lừa đảo này đã được nâng cấp bằng cách sử dụng video giả mạo khuôn mặt, giọng nói để khiến nạn nhân tin tưởng hơn. A05 khuyến cáo người dân cẩn thận trọng, cảnh giác khi nhận các cuộc gọi hay tin nhắn từ ứng dụng mạng xã hội với nội dung vay mượn tiền. Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển khoản nào, người dân cần xác minh lại bằng cách gọi điện thoại trực tiếp cho người cần mượn tiền. Tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người đối thoại qua ứng dụng mạng xã hội. Các chuyên gia bảo mật cũng mất nước một chiêu để phát hiện đối tượng defector, đó là trong khi nói chuyện, có thể yêu cầu họ cười hoặc nháy mắt, hoặc thực hiện một cử chỉ nào đó. Người giả sẽ khó có thể thực hiện ngay lập tức những yêu cầu như vậy. Theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, thiệt hại từ lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam năm 2023 là 390.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP, trong đó 91% liên quan lĩnh vực tài chính, tăng 64,78% so với năm 2022. Tỷ lệ người dùng nhận tin nhắn cuộc gọi lừa đảo trực tuyến là 73%. Đây là danh sách đầu số điện thoại có dấu hiệu lừa đảo, người dân lưu vào để né. Có những đầu số điện thoại mọi người cần cảnh giác khi nhận tin nhắn, cuộc gọi để tránh bị lừa đảo hoặc gặp phiền phức. Thời gian qua, tình trạng người dân nhận cuộc gọi từ các số điện thoại lạ, thường giả mạo cơ quan nhà nước hoặc các nhà mạng, ngân hàng, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không hiếm gặp. Vì vậy, người dân cần biết những số điện thoại không nên nghe để tránh bị lừa gạt hoặc rắc rối không đáng có. Các đầu số nước ngoài lừa đảo cần chú ý. Theo cảnh báo của các nhà mạng, khách hàng nên cẩn trọng khi nhận các cuộc gọi không rõ nguồn gốc có dấu hiệu sau. Cuộc gọi, tin nhắn từ nước ngoài thường bắt đầu bằng dấu cộng, cộng hoặc số 0. Nếu sau đó không phải là 84, mã quốc gia của Việt Nam, mà là các mã khác như Moldova, cộng 373, Tunisia, cộng 216, Ecuador, cộng 240, Burkina Faso, cộng 226, thì cần đặc biệt cảnh giác vì đó có thể là cuộc gọi lừa đảo. Các nhà mạng cũng đã cảnh báo về sự cẩn trọng khi tiếp nhận cuộc gọi từ nguồn không rõ ràng. Đặc biệt, các số máy có đầu số nội địa như cộng 1900, cộng 24, cộng 28 đã được đánh dấu có nguy cơ lừa đảo. Những đầu số điện thoại quốc tế mà người dân không nên nghe là cộng 224, cộng 232, cộng 252, cộng 231, cộng 247, cộng 375, cộng 381, cộng 371, cộng 563, cộng 255, cộng 370. Trong đó, các số điện thoại quốc tế có dấu hiệu lừa đảo gồm 89190089, 442222222, 223822715, 223792688, 223752600052. Các đầu số trong nước có dấu hiệu lừa đảo. Ngoài ra, cảnh báo của các nhà mạng cũng chỉ ra khách hàng nên cẩn trọng khi nhận các cuộc gọi không rõ nguồn gốc với các đầu số điện thoại trong nước có dấu hiệu lừa đảo đã được cảnh báo như cộng 1900, cộng 24, cộng 28. Trong đó, đầu số cộng 1900 gồm có những số điện thoại sau: 19003439, 19004510, 19002191, 19003441 max9002170, 19002446, 19001095, 19002190, 19002196, 19004562, 19003440, 19001199. Đầu số cộng 24 gồm có những số điện thoại sau: 02439446395, 02499950060, 02499954266, 02499970041, 02444508888, 02499950412, 02499970037, 02499970044,
Số lạ có thể khiến bạn mất tiền trong tài khoản điện thoại hoặc bị kẻ gian lừa đảo thu